Ta-da, chúng ta lại gặp nhau trong vlog mới của Kim Slay. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một series mới toanh ở trên kênh của mình, đó chính là Gen Z đi làm. Trong series này thì mình sẽ đích thân trải nghiệm môi trường làm việc của các công ty, các tổ chức, các tập đoàn với mong muốn là có thể giúp các bạn có một cái nhìn khái quát rõ nét hơn về thị trường lao động hiện nay. Và để mở màn cho series này thì mình rất vinh dự có cơ hội được quay hình tại một nơi mà nghe tới thôi đã thấy rất là uy tín rồi, đó chính là UN Việt Nam, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Liên Hợp Quốc thì chắc là ai cũng biết rồi, nhưng mà để nói sơ qua một chút thì Liên Hợp Quốc là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1945 với nhiệm vụ là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế cũng như là làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và mục tiêu chung. Việt Nam chúng ta thì gia nhập UN vào ngày 20 tháng 9 năm 1977 và kể từ đó đến nay thì Liên Hợp Quốc đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển và hội nhập. Từ bé đến lớn thì chắc hẳn là chúng ta đã từng nghe đến những cái tên rất là quen thuộc như là WHO này, rồi UNESCO này, rồi UNICEF phải không nào? Nghe thì thân thuộc là thế, nhưng mà chắc hẳn là khi nói đến việc là làm việc tại Liên Hợp Quốc, chúng ta đều sẽ có một cái mặc định, một cái ấn tượng là chắc hẳn sẽ rất khó để được apply vào đấy. Rồi ở trong đấy thì người ta cụ thể làm những công việc gì, có khó không, như thế nào? Thì ngày hôm nay mình ở đây để giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn. Và bởi vì mình không phải là một người làm việc ở đây mà, nên là hôm nay chắc chắn là mình sẽ phải có những người bạn đồng hành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm những người bạn đó nhé. Hi. Và đây chính là bạn hỏi của mình ngày hôm nay. Let me introduce you to my companion today. Can you introduce yourself to the viewers? Hello everyone. My name is Maria. I'm a UN volunteer. I've been volunteering since 2018. So for almost 4 years already, and I volunteer with the UNFPA, United Nations Population Fund in Vietnam. And where are you from? Russia. But before we start, can I challenge you to a game? Let's try. Okay, we'll be given the names in the abbreviation forms of UN entities. And in a few seconds, we'll have to say the full name of it. Are you ready? Yes, I will do my best. Okay, we have to raise our hand if you want to give the answers. Okay. Okay. Food and Agriculture Organization. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Great! ILO. International Labor Organization. Cool. Do you want to go? No. International Organization for Migration. UNDP. Yes. United Nations Development Program. Oh, well, do you mind if I answer? It's UN Population Fund, but FPA is an old name that stands for Fund for Population Activities. But now it's just Population Fund. Well, we can see that there are a lot of entities within the UN, right? Yes. Let's look at our backs. Oh. There are like 15 entities. Which one are you working for? UNFPA. UNFPA. And UN volunteers. UN volunteers. So, to the best of my knowledge, like you have to apply for the UNV, and yes, then you will be distributed to other entities, right? Yes, but we apply for a certain position at a certain agency. So I applied for UNFPA, but through UNV. So after working for UNFPA, can you apply for other entities? Of course, it depends on your portfolio, on things that you work on. For example, I work on reproductive health, so I can also work at UNESCO because they also have similar programs. So now as you're showing me around this building, can I ask you a few questions about the history of this organization? Of UNV, right? Yeah, UNV. Okay, so what is UNV and what is its missions and how have those changed throughout the years? All right, UNV stands for United Nations Volunteers. It was established by the UN General Assembly in 1970. UNV has a dual mission to mobilize qualified, motivated volunteers to serve in both development programs and peacekeeping operations worldwide, and also to promote volunteerism, especially volunteerism in development and its impact globally. The history of UNV, right? And I'm wondering,
What is the best thing about working for the UNV? I really like the people that work for UN, because first of all, it's a multicultural, multinational team. So I got to meet so many people from so many different countries and learn so much from them. I think this is my favorite part so far. And also, I'm very honored to work in the environment which is very open-minded, friendly. Why Vietnam? Originally, when I applied for being a UN volunteer, my position was sponsored by my government. So they had a list of positions to which I can apply to. And Vietnam was one of them. And I sort of chose what fits my background best. And I applied to be a volunteer in three countries, in Vietnam, in Myanmar, and in Armenia. And then just Vietnam chose me back. So I had an interview and a written test, and I came here in 2018. So you're working at UNFPA, right? Yes. So what is your role there? I work as a Section Reproductive Health Program Officer and also help with communications. But I don't have a fixed amount of tasks that I do on a daily basis, like this and this and this and this and this. What I like about my daily routine is that I have many opportunities to learn new things and to work with different people. So my day as a UNV, with UNFPA particularly, is never boring. Today I really want to find more about UNDP. All right. Do you mind taking me there? Sure, okay. Sure, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá văn phòng làm việc của UNDP nhé. Hello. Ôi. Hello chị. Hello. Ôi. Ở trong đây mình có phải giữ im lặng không ạ? Có, mọi người thường đang làm việc, thế nên là đây là không gian chung, mình có thể nói nhỏ. Okay. Thế bây giờ chị giới thiệu qua cho em nhé, rồi nữa mình nói chuyện sau. Giới thiệu qua cho em về chỗ này được không ạ? Thì đây là không gian làm việc này. Ở bên cạnh này thì các bạn có thể nhìn thấy là phòng học. Thì bên cạnh đấy thì sẽ có một số các cái phòng thì sẽ là có xếp ngồi. Ví dụ như là cô trưởng phòng thì sẽ ngồi đây này. Hoặc đây là hành lang sẽ nối giữa hai phòng. Bên này thì bọn chị là phòng quản trị công và sự tham gia. Nếu mà mình đi sang bên kia thì sẽ có một số các đồng nghiệp là ở phòng môi trường và biến đổi khí hậu. Đây, ở đây là bàn làm việc chị. Nice. Em thử ngồi vào được không ạ? Được đúng không? Một ngày của chị sẽ như thế nào, có bận rộn không? Một ngày thì cũng rất là khó nói, bởi vì hôm nào mà có sự kiện thì bọn chị sẽ là tổ chức các cái hoạt động sự kiện này, hoặc là thậm chí có những cái sự kiện online cho thanh niên trong cái đợt dịch như thế này. Bên cạnh đấy thì bọn chị cũng có những cái công việc khác, ví dụ như là phải làm M&E hay là làm báo cáo cho các cái hoạt động này, hoặc là thậm chí đó là bọn chị phải lên kế hoạch xem là ngày hôm nay mình sẽ làm gì, hay là trong tuần này mình làm gì, những cái kết quả mà mình mong muốn đạt được, hay là các cái hoạt động mà mình muốn triển khai và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên. Ôi, nghe nhiều quá, nghe nhiều nhỉ. Thật ra là trước giờ em nghe về UNDP em cũng chỉ biết đấy là một cái chương trình thế thôi, chứ em không có hình dung ra được là cụ thể ngày đấy người ta trong đấy người ta làm những gì. Bây giờ thì mình sẽ chơi một trò chơi, em sẽ hỏi chị thật nhanh những câu hỏi về chị và môi trường làm việc của chị. Chị sẵn sàng chưa? Rồi, ok. Rồi nhanh nhá. Hỏi đầu tiên, tên đầy đủ của chị? Vương Hồng Ngọc. Chị làm việc tại đây được bao lâu rồi? Chị làm hơn 1 năm rồi. Vị trí của chị tại đây là gì? Youth Community Engagement Assistant, trợ lý gắn kết cộng đồng thanh niên. Ok, chị tên là Nguyễn Thanh Vân, chị đang là cán bộ về nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về pháp luật cho dự án EUZUN, tức là dự án về tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam. Tức là tổng cộng thời gian làm việc UN là khoảng 14 năm. Chị là Loan, tên đầy đủ là Phạm Thị Kiều Loan. Chị đang là cán bộ về giới và quyền con người ở UNDP. Ba tính từ miêu tả môi trường làm việc tại đây. Chắc là dùng tiếng Anh nhỉ? Diverse này, rewarding and challenging. Đây là một môi trường rất là chuyên nghiệp, cởi mở và đề cao cái sự sáng kiến và của mỗi cá nhân. Chị thích nhất là làm ở đây thì nó có rất là nhiều chủ đề. Chị vừa làm về giới này, vừa làm về quyền con người, thì chị có làm với cộng đồng LGBT này, cộng đồng các trẻ em, các bạn trẻ này. Nói chung là nó rất là môi trường rất năng động ấy. Các em có thể học hỏi được rất là nhiều thứ và rất là nhiều chủ đề khác nhau. Thì để vào đây chị đã phải trải qua những vòng nào ạ?
Để vào đây thì chị sẽ phải trải qua 4 vòng tất cả. Đầu tiên đó là nộp hồ sơ này, apply này, sau đó là vòng written test, bài test. Vòng thứ 3 đó là phỏng vấn, interview. Và vòng cuối cùng thì thường các bạn trẻ hay bỏ qua ấy, đó là kiểu đơn vị tuyển dụng sẽ lấy reference từ những người mà đã từng làm việc với mình trước đây. Thông thường là sẽ là từ 2 cho đến 3 reference. À, câu cuối nhé chị, và cũng là một câu mà nó hơi hoa hậu một chút, đó chính là trong 5 năm tới thì chị thấy mình ở đâu tại UNDP? Chị thì cũng không biết là kiểu 5 năm tới thì mình sẽ ở đâu. Tuy nhiên thì chia sẻ với các bạn thì là ở vị trí UNV, thì đối với cả National UNV thì mình sẽ có 4 năm, tối đa là 4 năm hoạt động dưới hợp đồng là UNV. Sau đấy thì mình có thể phát triển những cái kỹ năng. Đây là một cơ hội rất là tốt để mình phát triển những cái kỹ năng này. Sau đấy mình có thể tìm kiếm các cái cơ hội việc làm. Chị nghĩ là chị sẽ tiếp tục vào đấy, cái mảng này là một cái mảng mà chị rất là dành nhiều tâm huyết cho, chị rất là thích. Và chị vẫn như thế thôi, vẫn tiếp tục làm với cộng đồng và để đóng góp cho các mục tiêu của UN trong mấy năm tới. Vào năm 2006, dưới lời kêu gọi của chính phủ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã thực hiện sáng kiến Một Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của sáng kiến Một Liên Hợp Quốc là quy về một mối tất cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhằm kết hợp tốt hơn, điều phối hiệu quả hơn và tác động phát triển mạnh mẽ hơn. Đội ngũ của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoạt động như một để hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực phát triển. Đó là lý do mà tòa nhà của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam còn được gọi là The Green One UN House. Tính năng bền vững của tòa nhà này thì được thể hiện ở rất nhiều yếu tố, đó chính là mái xanh này, rồi hệ thống cảnh quan ít yêu cầu tưới tiêu này, rồi các thiết bị tiết kiệm nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa có hiệu năng cao. Thì nhờ đó mà tòa nhà này đã được chứng nhận Lotus Sạch Kim đó các bạn. Ngoài ra thì ở phía trong tòa nhà cũng được thiết kế làm sao để có thể thân thiện nhất có thể với mọi đối tượng, từ già đến trẻ, mọi giới tính, mọi sắc tộc cũng như là mọi tình trạng sức khỏe khác nhau. Chúng ta cùng khám phá nhé. Mỗi bảng chỉ dẫn ở trong tòa nhà này đều đi kèm với chữ nổi Braille để các bạn khiếm thị có thể đọc được. Bên cạnh nhà vệ sinh cho nam và nữ thì còn có cả nhà vệ sinh unisex. Đây thì là phòng cầu nguyện hoặc thiền định. Và đây thì là phòng để cho con bú. Bây giờ mình đi vào chuyên môn một chút nha chị. Thì chị có thể giới thiệu sơ qua về UNDP cũng như là nhiệm vụ của UNDP tại Việt Nam không ạ? UNDP hay là Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc thì có mặt và hoạt động chính thức ở Việt Nam từ năm 1978, và đối tác chính của UNDP chính là chính phủ Việt Nam. Hiện nay thì đối tác ở Việt Nam của UNDP cũng mở rộng rất là nhiều, thậm chí có cả NGO, CSO hay là các cái đối tác về mặt tư nhân, ví dụ như private sectors. Và kể từ năm 1978 thì UNDP cũng làm việc rất là sâu sát với cả chính phủ để hỗ trợ ở Việt Nam, lúc đấy là một nước có thu nhập thấp và bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của chiến tranh, trở thành một nước có thu nhập trung bình và hiện nay đang mong muốn là dẫn đầu về mặt kinh tế ở khu vực. Theo như kế hoạch chiến lược của UNDP năm 2022 đến 2026 thì sẽ tập trung vào 3 cái kết quả chính. Đầu tiên đó là tăng cường sự thịnh vượng chung thông qua việc chuyển đổi về kinh tế. Cái thứ hai đó là về biến đổi khí hậu, tăng cường sự sống chịu với thiên tai và môi trường bền vững. Cái thứ ba đó là quản trị công và tiếp cận về mặt công lý. Tất cả các thông tin này thì đều được chia sẻ ở trên website của UNDP. Và mình cũng có một đề xuất với các bạn, đó là với bất kỳ những bạn nào mà mong muốn làm việc trong các cái tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức ở trong UN, thì các bạn có thể vào website của các tổ chức để tìm kiếm thông tin, vì hiểu biết về một tổ chức là một điều kiện tiên quyết khi mà bạn mong muốn làm việc cho tổ chức đó. Những năm gần đây thì chúng ta được nghe rất nhiều về những cái mục tiêu phát triển bền vững ấy ạ. 17 cái mục tiêu, 17 cái SDGs. Thì theo chị, đâu là những cái mục tiêu quan trọng nhất cho Việt Nam? Và hiện tại thì UNDP đang có những nỗ lực nào để hoàn thành các mục tiêu đấy? Chắc là với cả kiến thức của chị thì mình có thể tham khảo thêm ở trong National Report, tức là theo báo cáo quốc gia về việc mà thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ấy. Thì Việt Nam hiện tại đó là mong muốn có thể đạt được 5 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Đó là mục tiêu số 1 liên quan đến xóa nghèo, mục tiêu số 2 xóa đói, mục tiêu số 4 về giáo dục có chất lượng, mục tiêu số 13 về hành động vì khí hậu, mục tiêu số 16 liên quan đến partnership, liên quan đến hợp tác hợp tác hữu nghị và phát triển.
Ừ. À, bên cạnh đấy thì hiện tại ở UNDP thì cũng thúc đẩy 10 mục tiêu phát triển bền vững. Và đặc biệt ý, như các bạn thấy là 17 mục tiêu phát triển bền vững thì không phải là độc lập với nhau, mà là mỗi một mục tiêu khi mà mình đạt được thì sẽ có tác động và ảnh hưởng đến các mục tiêu khác. Ở đây, đó chính là phải hiểu rõ về cái tổ chức đấy. Thì ngoài những cái, thì ngoài cái hiểu biết đấy thì còn những điều kiện nào mà chúng ta cần phải đáp ứng để có thể được vào đây làm không? Sẽ rất là phụ thuộc vào vị trí mà em muốn apply ở trong UN hoặc là UNDP. Đó có thể là vị trí internship, hoặc là vị trí consultant, tư vấn, trợ lý hay là cán bộ. Thì mỗi một vị trí sẽ đòi hỏi những kinh nghiệm hay là yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên có những cái yêu cầu chung mà mình nghĩ rằng là nếu các bạn nhìn vào những cái TOA hoặc là GD ở trên fanpage của UN ấy, thì đều sẽ có những cái yêu cầu chung đấy. Ví dụ như là các bạn cần tối thiểu đó là 18 tuổi khi apply các cái vị trí ở trong UN. Cái thứ hai đó là liên quan đến phần học vấn. Thì có những yêu cầu vị trí sẽ chỉ yêu cầu là các bạn tốt nghiệp cấp 3 thôi, nhưng có những vị trí yêu cầu là đại học, và thậm chí có những vị trí sẽ yêu cầu là bằng master, bằng thạc sĩ thì mới là một access khi mà các bạn apply vào vị trí đó. Cái thứ ba đó là liên quan đến những cái kỹ năng mềm. Đó là các bạn cần phải có những cái kỹ năng, ví dụ như là làm việc văn phòng này, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quan hệ đối tác. Cái thứ tư đó là liên quan đến ngôn ngữ, đó là ít nhất là các bạn sẽ phải thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt đối với đa số các cái vị trí ở trong hệ thống của UN. À, bên cạnh đấy thì có những cái yếu tố khác sẽ du di khi mà đối với từng vị trí tuyển dụng, ví dụ như là số năm kinh nghiệm này, hay là những cái kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến lĩnh vực mà bạn làm. Nãy giờ đi thì các bạn có thể thấy là UN là một môi trường làm việc rất là đa dạng, mọi người ở mọi độ tuổi khác nhau, Gen X có này, Gen Y có và Gen Z cũng có luôn. Nên là bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn nhanh mọi người để xem là cái khoảng cách thế hệ có gây ra khó khăn gì cho mọi người không, và họ giải quyết nó như thế nào nhé. Hello anh. À, mình là Tùng Lâm, mình hiện đang là thực tập sinh tại phòng biến đổi khí hậu và môi trường tại UNDP. Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mình sinh năm 99. À, Gen Z đúng không? Yes. Mình là Trâm và hiện tại mình đang là intern tại Common Back Office tại UN Việt Nam. Mình là Bảo Khuê, hiện tại mình đang làm vị trí IT Help Desk ở tòa nhà UN. Thế là một Gen Z, nãy giờ em đi ở đây nhá, thấy rất là nhiều các cô chú lớn tuổi luôn. Nhiều các anh chị nhỉ? Vâng, thế anh Gen Z thì anh có gặp khó khăn gì khi làm việc với mọi người không? Thời điểm đầu thì cũng hơi có khó khăn một chút như những người mới vào thôi. Và đặc biệt là khi mà có khoảng cách thế hệ khá là lớn như thế, nhất là khi làm việc với các anh chị lớn hơn mình nhiều tuổi thì cũng có khó khăn một chút khi mà trong cái quá trình làm quen. Trong công việc hàng ngày thì mình không gặp nhiều khó khăn gì lắm khi mà làm việc với các anh chị. Chỉ có riêng trong những cái cuộc họp nghiêm túc và cần đòi hỏi sự chuyên nghiệp thì chúng ta cũng không thể nào mà quá là nhí nhảnh. Thế nhưng mà dần dần sau khi có những buổi bonding, rồi có những cái khu, có những buổi gọi là retreat để cùng với nhau gọi như là team building á, và có những session khác nhau thì mọi thứ trở nên dần dễ dàng hơn và chân chu hơn. Mình không cảm thấy có khó khăn hay là sự khác biệt gì giữa các thế hệ ở đây. Hãy apply đi các bạn. Ok, cảm ơn ạ. Trước khi chị trả lời vào phỏng vấn thì chị muốn em cầm cho chị cái hashtag này. À vâng ạ, cái gì đó? Youth for Climate. Yeah, đây là một chiến dịch. Đây là một hashtag của UNDP. Bây giờ thì em phỏng vấn chị một chút nhá. Là chị có thể giới thiệu tên và vị trí của chị tại đây được không ạ? Ok, chào em, chị tên là Bùi Việt Hiền. Chị là cán bộ chương trình của UNDP làm về nội dung biến đổi khí hậu. Và một trong những hoạt động mà chị đang làm hiện nay cũng là đang gắn kết các bạn thanh niên và thúc đẩy các bạn thanh niên để tham gia cùng với UNDP vào trong các cái chương trình về biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Chị làm ở đây được lâu chưa ạ? Chị làm ở đây được 12 năm rồi. Thế là chị cũng phải tiếp xúc với nhiều thế hệ rồi ha. Thì bây giờ đang là thời của Gen Z đấy. Thì đúng chị rồi. Làm với Gen Z, chị thấy là các bạn ý có điểm mạnh hay điểm yếu gì không? Ok. Thật ra làm với các bạn ấy rất là vui, và một trong những cái điểm mà chị cũng rất là trong 3-4 năm gần đây thì UNDP đang làm rất nhiều các bạn thanh niên, và chị cũng có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều bạn. Thì các bạn ấy có mang đến cùng với UNDP những hoạt động UNDP rất nhiều điểm mạnh các bạn ấy. Thì một trong những cái mà các bạn đang làm hiện nay là làm thế nào để có thể có những cái
cách làm gọi là sáng tạo và linh hoạt để có thể chia sẻ rất là nhanh chóng những cái vấn đề mà bạn quan tâm về những vấn đề như môi trường và khí hậu, và đấy là cái mà UNDP rất là mong muốn. Cái điểm mạnh thứ hai là các bạn hiện nay cũng luôn sẵn sàng để tham gia vào những hoạt động về truyền thông và những hoạt động về những hoạt động mà mang tính xã hội để có thể quan tâm nhiều hơn về những vấn đề về xã hội. Vâng ạ. Có thể thấy là Gen Z là một thế hệ rất là tài năng và rất là chịu khó, dám thay đổi đúng không ạ? Thế còn về điểm trừ, điểm yếu cần khắc phục thì sao ạ? Điểm trừ thì chị cũng nhìn thấy và quan sát thấy, nhưng mà theo kinh nghiệm của chị đang làm cùng với UNDP thôi nhá, các bạn ý thường đi vào các cái vấn đề mang tính bề nổi. Tức là các bạn ấy rất là thích được gọi là bắt trend và các bạn ấy nắm rất nhanh, nhưng mà mới chỉ đang gọi là xới xá các vấn đề để tìm hiểu ở cái phía góc phía trên thôi. Nhưng mà khi đi sâu hơn và tìm hiểu những vấn đề tại sao biến đổi khí hậu xảy ra, làm cách nào để có thể thay đổi nhanh hơn, thì các bạn ấy chưa có cái nhiệt tình để đi theo chiều sâu. Cái thứ hai là có một số bạn thì cũng khá là nhanh chóng mất kiên nhẫn nếu như mà thấy rằng là trong một thời gian ngắn mà mình chưa đạt được ngay kết quả và chưa được hiểu ngay, thì các bạn có thể dễ từ bỏ đối với một số bạn. Vâng, em cũng rất đồng ý với chị. Cái ý đầu tiên ấy, đó chính là Gen Z tụi em bây giờ thì phải tiếp xúc với rất nhiều thông tin ở trên mọi nền tảng mạng xã hội, và nói chung là cái gì cũng biết, cái gì cũng từng nghe tới. Nhưng mà để thật sự có thời gian đào sâu vào một thứ thì em nghĩ là chưa có nhiều người làm được. Và đấy là chắc chắn sẽ là điều mà bọn em sẽ cố gắng để cải thiện trong tương lai, để thật sự chuyên sâu về một lĩnh vực nào đấy. Thời gian này thì em quan sát thấy là có rất nhiều bạn trẻ Gen Z muốn apply vào đây, môi trường này. Và các bạn ý đang cảm thấy là hơi sợ, đây là một cái môi trường quá khó, hay là nghe thì nó hơi đau to buồn lớn, nên các bạn ý run. Thì chị có một lời khuyên nào cho các bạn ý không ạ? Cho những bạn đang muốn apply vào đây. Có một câu hỏi rất là hay, cảm ơn em. Thật ra là UNDP đang mở rộng rất nhiều các cái hoạt động làm với thanh niên, và rất là mong và rất là chào đón các bạn tham gia. Bọn chị sẽ không thể làm việc thành công nếu mà không có sự tham gia của thanh niên vào các chương trình khí hậu, bởi vì các bạn là tương lai, là những người sẽ nắm bắt cái vấn đề và quản lý những cái vấn đề, quản trị những vấn đề về khí hậu trong tương lai. Nếu bọn chị không đưa các bạn vào cuộc ngay từ bây giờ thì dự án của bọn chị không bền vững. Thế cho nên bọn chị cần các bạn phải tham gia. Và rất mong là các bạn tham gia những chương trình như là Youth for Climate với UNDP, với Bộ Tài nguyên Môi trường, với Đoàn Thanh niên. Cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ rất là thật lòng, cũng như là những lời khuyên vô cùng hữu ích ạ. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng thì bây giờ mình sẽ xuống căng tin để ăn bữa trưa với những đồng nghiệp của mình. Chúng ta cùng đi. Và thế là chúng ta đã hoàn thành một ngày khám phá trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tòa nhà Green One UN House. Hôm nay thì mình đã có được rất là nhiều kiến thức mới, cũng như là có được một cái nhìn cụ thể hơn vào công việc của mọi người tại UNV và UNDP. Như chúng ta thấy nãy giờ á, thì UN và UNV rồi UNDP là những môi trường làm việc vô cùng năng động, vô cùng cởi mở, và đặc biệt là công khai minh bạch ở mọi vị trí. Nên là nếu như bạn nào có hứng thú thì mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo thêm một số vị trí đang tuyển dụng tại đây nhé. Tình nguyện viên tại chỗ của Liên Hợp Quốc được cung cấp nhiều quyền lợi khác nhau, như trợ cấp định cư, tức khoản thanh toán một lần để giúp tình nguyện viên trang trải chi phí trước khi nhận nhiệm vụ, trợ cấp sinh hoạt tình nguyện hàng tháng để trang trải chỗ ở, tiện ích và các nhu cầu cơ bản khác tại khu vực làm việc. Các tình nguyện viên cũng được nghỉ phép hàng năm, được tạo cơ hội học tập, được chi trả bảo hiểm y tế và nhân thọ cho cả bản thân lẫn những người phụ thuộc trực tiếp vào họ. Ngoài ra, còn rất nhiều quyền lợi khác, bao gồm cả vé máy bay khứ hồi và trợ cấp tái định cư. Mình hy vọng là các bạn thích video này, và nếu như các bạn thích video cũng như là series này thì hãy bấm like, subscribe kênh cho mình, và đừng quên follow mình ở trên Instagram, Facebook và cả TikTok nữa nhé. Mình sẽ trở lại với video mới hàng tuần. Xin cảm ơn và tạm biệt tất cả các bạn.